Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xuyên Vây Việt Nam. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay kênh Xuyên Vây Việt Nam sẽ cho các bạn xem một đoạn cái video mà bên mình thực hiện thiết kế và dán đề can, hoàn thiện đề can cho một trong những cái sản phẩm mà bên mình bán ra. Chúc mừng các bạn là một cái sản phẩm cho cái đơn vị giày Wika. Thì họ bán các cái loại giày thể thao. Và bên mình đang hoàn thiện nốt các cái công đoạn còn lại của cái sản phẩm này. Thì mình sẽ đi một vòng để cho các bạn xem qua nhé. Thì tất cả các cái viền đỏ hay là các cái đề can dán của cái sản phẩm này thì đều được dán đề can, chứ bên mình không có sơn. Đây như các bạn thấy, đây là lớp dán đề can này, đề can trắng, đề can trong được đè lên cái logo Đông Ben của họ. Thì khi mà sau một thời gian mà khách hàng có thể bóc ra thì cái logo Đông Ben ở trong này nó vẫn còn giữ nguyên. Ở đây là một cái đề can nữa, có các hình ảnh các cái đôi giày của họ. Ở dưới này cũng là đề can. Đấy, thì một lúc nữa mình sẽ quay cái sản phẩm này hoàn thiện để cho các bạn xem qua, xem để thấy được cái vẻ đẹp của cái sản phẩm này, cái sự thanh thoát khi mà nó chạy trên đường, người nhìn người ta nhìn vào người ta biết rằng cái thương hiệu này bán cái gì và như thế nào đó. Thì các bạn đợi một chút nữa mình sẽ quay cái video cụ thể cho các bạn xem. Chúc mừng các bạn là một cái sản phẩm mà bên mình đã hoàn thiện rồi. Các bạn có thể nhìn thấy là cái sản phẩm này hoàn toàn được dán đề can thôi. Đây là một cái sản phẩm Đông Ben X30 phiên bản 2 chỗ màu trắng, được giao cho một cái đơn vị họ làm về giày và họ giao giày cho các cái cơ sở đại lý ở trên khắp địa bàn Hà Nội. Đây là một trong những cái sản phẩm mà theo mình thì nó đánh giá cái market thì nó cũng không nhiều lắm. Thế nhưng mà cái để lại được trong mắt khách hàng là được thấy một cái thương hiệu, cái bộ nhận diện thương hiệu nó khá là nổi bật khi mà cái xe này chạy trên đường. Thì cái xe Đông Ben X30 này nó vẫn giống hệt các cái sản phẩm Đông Ben X30 khác thôi. Nó không khác gì cả, nó vẫn là cái trọng tải 950kg, máy 1.5. Với cái sản phẩm này thì bên mình cũng có khuyến mại cho khách hàng một bộ camera lùi, camera hành trình. Đó, thì các bạn ấy đang đổ xăng để giao xe cho khách hàng. Biển bên mình cũng bấm cho khách rồi. Đấy, thì ngoại thất về nội thất thì mình cũng đã có rất nhiều các cái video nói về cái sản phẩm này rồi, thì mình sẽ không nói lại nữa. Chúng ta vẫn có một cái chiếc xe mà theo cái hơi hướng của một chiếc xe con chạy trên đường. Cái sản phẩm Đông Ben X30 này nó cũng ra mắt thị trường Việt Nam một thời gian rồi, thì nó ngày được hoàn thiện và ngày càng có cái chất lượng tốt hơn. Thì nếu các bạn có bất kỳ một cái câu hỏi nào về cái dòng xe này hoặc là cái dòng xe Đông Ben nói chung, các bạn có thể để lại comment ở bên dưới video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.